cập nhật COVID-19 vào sáng ngày mùng 5 tháng 9. Hà Nội cấp giấy đi đường ngay trong ngày khi cơ quan đơn vị đủ điều kiện. Công an thành phố Hồ Chí Minh tính phương án kiểm soát người ra đường bằng mã QR. Bộ Y tế 화 tốc đề nghị nam định điều tra dịch tế ổ dịch COVID-19 ở Hải Hậu. bắt tạm giam một phụ nữ làm lây lan dịch Covid-19. Quý vị đang theo dõi tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch Covid-19 trên cả nước. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên. Sáng ngày 5 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết 12 giờ qua, thành phố ghi nhận 6 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 5 ca đã được cách ly, 1 ca tại cộng đồng. Trường hợp phát hiện dương tính qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng là của ông V.V.C., 85 tuổi, ở Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Bệnh nhân xuất hiện sốt, Mệt mỏi từ ngày 31 tháng 8, ngày 4 tháng 9, cụ ông đi khám tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương được test nhanh dương tính. Sau đó, cụ được lấy mẫu xét nghiệm gửi sang Bệnh viện Thanh Nhàn làm xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính. Ba trường hợp dương tính là F1 của trường hợp ho sốt gồm hai cô gái 22 tuổi cùng địa chỉ ở F6 tập thể thuốc lá Thăng Long, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Họ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính trước đó. Ngày 31 tháng 8, họ được xác định là F1 của bệnh nhân DVT và được chuyển sang cách ly tại bệnh viện Đa khoa Đồng Đa. Ngày mùng 4 tháng 9, hai cô gái trẻ xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Trường hợp thứ ba là anh NTH, 35 tuổi, ở G2 Vinhome Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, anh là F1 chồng của bệnh nhân HTH. Ngày 27 tháng 8, anh được lấy mẫu xét nghiệm Kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 4 tháng 9, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Hai ca liên quan thành phố Hồ Chí Minh là hai cô gái có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 8, hai người này đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội bằng ô tô, sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Đại học Lao động xã hội cơ sở Sơn Tây. Ngay sau khi qua chốt kiểm dịch, đã có xét nghiệm lần một âm tính. Ngày 4 tháng 9, họ đều có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho kết quả dương tính. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.480 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.562 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.918 ca. Sáng ngày 5-9, có 282.516 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, hơn 1.110 ca thở máy và ECMO. Thưa quý vị, đến nay Việt Nam đã có 511.170 ca mắc COVID-19, trong đó có 282.516 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 1.100 ca thở máy và ECMO. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 511.170 ca mắc COVID-19, đứng thứ 52 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm. Về đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 506 972 ca, trong đó có 279.742 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có 10 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, bao gồm Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hải Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 6 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Con Tum, Hà Nam, Hải Dương. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 245.188 ca, Bình Dương 128.893 ca, Đồng Nai 27.306 ca, Long An 24.329 ca, Tiền Giang 10.438 ca. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, 1. số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày mùng 4 tháng 9 là 11.848 là 11.848 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 282.516 ca. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.572 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.204 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 1.267 ca, thở máy không xâm lấn 173 ca, thở máy xâm lấn 899 ca, ECMO 29 ca. Thứ ba, số bệnh nhân tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 643.793 xét nghiệm trong 1.148.822 lượt người

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị 24 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ địa phương chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng. Những nơi an toàn trong phòng chống dịch vẫn khai giảng bình thường như mọi năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tổ chức tiêm chủng cho học sinh các cấp sau khi cơ quan chuyên môn có hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Đồng thời, cấp bổ sung và tiêm vaccine cho tất cả giáo viên các cấp học, quán triệt tinh thần chống dịch, mình vì mọi người, mọi người vì mỗi người, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch với thông điệp tất cả vì tương lai con em chúng ta. Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh trong nhà trường xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh một cách phù hợp trong một số trường hợp đặc thù, có chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bổ sung dinh dưỡng bữa ăn bán trú để phát triển thể chất tốt hơn cho trẻ em, học sinh. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai việc hỗ trợ giáo viên, nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, công lập và ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vừa qua ngày 4 tháng 9, khi trực tiếp thị sát kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập 3 vùng phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng chống dịch thật hiệu quả đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa vùng đỏ, vùng cam trở thành vùng xanh. Báo cáo nhanh, lãnh đạo các sở ngành cho biết đã xây dựng kế hoạch phân công tổ chức thực hiện ngay sau khi chủ tịch thành phố ban hành chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3 tháng 9. Theo lãnh đạo công an thành phố Sở xây dựng dự kiến có 30 đến 35 lối đi qua các con sông vào vùng 1 sẽ được đóng cứng, không cho người và phương tiện đi qua. Công an thành phố cũng đã phối hợp triển khai 21 chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại vị trí có một đội giao thông cao tại vùng 1, vùng đỏ Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung cho biết, việc cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng đã được tổ chức triển khai thực hiện từ sáng ngày 4 tháng 9. Các cơ quan, đơn vị có đề nghị bảo đảm đủ điều kiện, đúng quy trình là Công an thành phố sẽ cấp ngay trong ngày. Ngày 5 tháng 9, dự kiến lượng người đến các điểm cấp giấy đi đường sẽ đông. Công an thành phố đã có sự chuẩn bị để chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm việc cấp giấy nhanh chóng đúng đối tượng. Ông Trung thông tin thêm. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc tổ chức phân vùng để kiểm soát dịch phù hợp với mức độ nguy cơ là rất cần thiết trong đó việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, thậm chí ở mức độ cao hơn đối với vùng 1. Các lực lượng chức năng bố trí trực tại các chốt phải đủ thành phần, số lượng phân công ca, kiếp trực, bảo đảm sức khỏe, duy trì hoạt động lâu dài, bền bỉ. Công an thành phố chủ trì phối hợp tổ chức phân luồng, phân làn từ xa, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động chuyển hướng không đi vào chốt cứng, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hoặc là chủ động quay đầu tránh gây ùn ứ giao thông. Công an thành phố cần phải tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên mạng lưới giao thông trong phân vùng, đặc biệt là vùng 1, bảo đảm việc thực hiện giãn cách thực chất. Bí thư Thành ủy chỉ đạo. Ngoài ra ngành y tế và các địa phương cần phải đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc, tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội tại vùng 1 đến ngày 21 tháng 9 để kiểm soát dịch. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tính đến phương án kiểm soát người được phép ra đường bằng mã QR thay giấy đi đường. Khi qua chốt kiểm soát mà người dân chưa có trong danh sách trên hệ thống thì phải quay đầu. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các cơ sở, ban ngành, quận huyện và yêu cầu lập danh sách các đối tượng được phép lưu thông trên đường, không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ cơ sở dữ liệu này, công an sẽ kiểm soát người đi đường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị đầu mối, người dân thuộc diện được phép ra đường cung cấp danh sách để công an kiểm soát chặt chẽ. Người ra đường cũng phải đăng ký và đối chiếu giữa lượng người ra đường với các F0 quản lý trong cộng đồng xem có mối liên hệ nào hay không. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia cập nhật đầy đủ thì các chốt kiểm soát chỉ cần quét mã QR sẽ biết được người dân có thuộc diện được phép ra đường hay không. Khi đó, nếu các trường hợp chưa cung cấp thông tin thì có thể khi đến chốt chạm buộc phải quay đầu. Cũng trong buổi họp báo, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo về tình trạng lừa đảo mua bán giấy đi đường bởi lực lượng trực chốt đã được hướng dẫn nhận diện giấy đi đường, dễ dàng phát hiện giấy giả mạo nếu người dân dùng giấy giả sẽ bị xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ra thông báo về việc tổ chức người, phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đây là một trong những biện pháp nhằm siết chặt việc người dân di chuyển khi không có nhu cầu cần thiết, đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc của tỉnh này ngày một tăng. Theo đó, từ ngày mùng 5 tháng 9, người dân khi ra đường sẽ phải có thẻ thông hành theo mẫu do cơ quan chức năng cấp và quy định cho các nhóm đối tượng, các giấy tờ đi lại trước đây sẽ không còn hiệu lực. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng quy định các nhóm không cần phải cấp thẻ thông hành như lực lượng công an, quân sự, y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các sở, ban ngành, các ban đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp. Thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19 người dân đi tiêm vaccine, trường hợp đi khám chữa bệnh, các trường hợp trong tình thế cấp bách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng do cá nhân tự di chuyển như là cấp cứu người bị thương, bị bệnh, phụ nữ mang thai đến ngày sinh. Bộ Y tế đã có công điện hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19. Công văn của Bộ Y tế cho biết, qua tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc cho đội ngũ viên sức quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn tỉnh Nam Định vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. Trung tâm Y tế Hải Hậu đã ghi nhận 26 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định có 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là một số giáo viên, người nhà của giáo viên trường mầm non thị trấn Yên Định đang sinh sống tại tổ dân phố số 2, 3, 4 thị trấn Yên Định và xóm 17 xã Hải Hưng có tiền sử dịch tế đi lại và tiếp xúc phức tạp, khả năng lây nhiễm cao. Bộ Y tế đề nghị tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ gồm người thân, cán bộ, nhân viên trường mầm non, người tiếp xúc gần với các trường hợp liên quan đến ổ dịch COVID-19 ở huyện Hải Hậu. Để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế điện và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo triển khai các nội dung. Cụ thể, tiếp tục mở rộng điều tra dịch tế, truy vết thần tốc, làm danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thông báo danh sách các trường hợp trên cho các địa phương liên quan để phối hợp thực hiện thần tốc truy vết cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ bao gồm người thân, cán bộ nhân viên trường mầm non, người tiếp xúc gần, tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp hiệu quả. Đồng thời tổ chức khoanh vùng nhanh nơi bệnh nhân cư trú, sinh hoạt, tiến hành ngay việc xử lý khử trùng triệt để môi trường tại các địa điểm bệnh nhân đã từng đến ở, làm việc, các phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan theo đúng quy định tại hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch COVID-19 tăng cường giả soát kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình giám sát cách ly y tế xét nghiệm phòng chống dịch covid 19 tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly lây ra cộng đồng Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương, 48 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo hồ sơ vụ án, ngày 19 tháng 8, Hương đi xe tải luồng xanh biển số 95C 04665 đến thị trấn 1000, huyện Siêu Thành A. Ba ngày sau, Hương cùng tài xế xe tải này chở rau, củ quả lên huyện Bình Chánh bán rồi lại quay về thị trấn 1000 trong đêm. Ngày 14 tháng 8, Hương được tài xế chở đến nhà anh ruột tại xã Thành Hòa, huyện Phùng Hiệp. Chính quyền sở tại phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế. Hương với tài xế khai không đi thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ đến huyện Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long Hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về thành phố Hồ Chí Minh. Từ chiều ngày 14 đến ngày 15 tháng 8, Hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn 1000 và ấp Trường Bình A của xã Trường Long A. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Hương tiếp xúc nhiều người và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Trong 17 F1 của Hương có một người trở thành F0. Công an thành phố Hà Nội cho biết, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Hoài Đức đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 24 kiểm tra, phát hiện hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị phân phối ra thị trường. Khi tiến hành kiểm tra bất ngờ hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H09416 do Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển và một xe mang biển kiểm soát 88C03273 do Nguyễn Ngọc Nam, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định là lái xe lực lượng chức năng phát hiện 199 thiết bị y tế là máy thở. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số thiết bị y tế này. Đồng thời, hai lái xe khai nhận chỉ chở thuê và cũng không biết hàng hóa trên xe là hàng gì. Tổng giá trị số thiết bị y tế này ước tính trên 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, hai chiếc xe tải đều có giấy lưu hành luồng xanh. Đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên. Theo đại diện công an huyện Hoài Đức, số hàng hóa này qua kiểm tra không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Quan trọng hơn là thiết bị không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và cũng không được cấp phép lưu hành. Nếu thiết bị được đưa vào thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, gây hậu quả khó lường trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy công an huyện Hoài Đức và đội quản lý thị trường số 24 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiến hành làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin là nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại